Mr. Tin Vlog nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Vẫn có nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Tin, Mr. Tin đồng hành cùng bạn sao chọn được. À hôm rồi, à bạn nào thấy kênh của Tin hay nhớ đăng ký ủng hộ nha. Hôm rồi Tin có clip làm về vấn đề công tác này hả. Tin đưa lên thì có rất là nhiều anh em đến đây mua công tắc đèn ha, lắp công tắc đèn. Rồi có rất nhiều bạn ở xa nhắn tin cho Tin là anh Tin ơi có ship cho em được không. Và trong cái clip đó bữa Tin có lỡ nói là Tin có ship được á, nhưng mà Tin giải thích luôn là lý do á, sau khi qua hỏi mấy anh kỹ thuật á thì mấy anh kỹ thuật nói á, thứ nhất là cái việc lắp ráp vô cực kỳ khó, không phải cực kỳ khó mà phải tháo những cái đầu đè, đầu cái mặt nạ nè, cái đèn nè, thì tháo ra nó tương đối là nó hơi khó chút xíu. Cái thứ hai á, là nếu mà gắn không đúng á, không kỹ á, không đúng kỹ thuật á, thì sẽ dẫn đến là có thể là hư cái bình, bị phù cái bình. Thì nên là Tin thấy mạo hiểm quá nên Tin quyết định là Tin không ship được nha, các bạn thông cảm. Vì vậy các bạn nào nếu có nhu cầu mua á, thì chịu khó chạy xuống Tin. Thì Tin đưa cái clip đó mới cách đây khoảng chừng 2-3 ngày mà rất nhiều anh em xuống đây lắp công tắc đèn, thì sự rất là nhiều, cảm ơn anh em. Và có một số anh em thì có Tin quay lại được có một anh em, một người bạn à, hôm qua lắp ở Tân Trụ thì quay clip được lại là lắp cho bạn đó và cảm nghĩ của bạn đó như thế nào cho anh em coi ha. Còn cũng một số bạn lắp rồi nhưng mà không có kịp quay clip ha, anh em thông cảm. Thì giờ coi cảm nghĩ của bạn đó như thế nào nha. Rồi đây là chiếc AB mới độ công tắc đèn đây. Đây các bạn thấy là cái đèn đã tắt rồi ha. Đây bây giờ Long mở lên lại nha. Rồi ok cháy luôn rồi ha. Đây cháy luôn. Rồi có pha. Pha lên nè. Đó. Pha lên là cháy nè ha. Bật xuống. Rồi bây giờ muốn tắt cái đèn á. Tắt cái đèn nè ha. Đè cái nút bắt xin lên tầm khoảng 5 giây. Rồi cái đèn là tắt ha. Rồi đây là anh chủ xe nè, coi trên kênh Mr. Tin nè. Anh cho em xin cái cảm nghĩ lúc mà đóng công tắc đèn này đi anh. Sau khi dán công tắc xong thì mình cảm thấy rất hài lòng. Đèn à, muốn tắt cũng được mà muốn mở cũng được. Rồi ok, cảm ơn anh nha. Rồi câu công tắc đèn này là bao hư bình cho tất cả các bạn nha. Ok, vừa rồi là cảm nghĩ của bạn nói về công tắc đèn của Tin ha. Thì vậy anh em nào có nhu cầu lắp công tắc đèn mà ở Tiền Giang, Long An ha, nào gần gần á, thì chịu khó chạy xuống đây lắp giùm Tin, bỏ xa quá thì anh em thông cảm, Tin không thể nào ship cho anh em được. Hồi nãy giải thích rồi, rất mong anh em thông cảm giùm Tin nha, cũng muốn lắm. Tin biết là anh em cũng cần cái này lắm. Vì vậy Tin cũng cố gắng để ship cho bằng được, nhưng mà rốt cuộc là nghe là khuyên của mấy anh kỹ thuật thì Tin là không nên, tại vì ship nó quá nguy hiểm đi, nó quá rủi ro cho anh em mà lại mất uy tín của Tin nữa, nên anh em thông cảm nha. Nếu có thì chịu khó đến chỗ Tin ha, thì Tin sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Ok nha. Rồi cảm ơn anh em, hẹn anh em ở clip tiếp theo nha.